Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm một đĩa hoa lan Thái kết hợp với hoa ly để bàn thờ, đơn giản nhất. Rồi trước tiên mình sẽ dùng cái lá phát tài này nè các bạn. Mình sẽ cắt cái phần gốc. Rồi cái phần gốc này thì các bạn cắt cái đầu nhọn cho mình. Chúng ta sẽ đo vào cái dĩa của chúng ta nha. Và chúng ta sẽ cắt xéo cái phần gốc để chúng ta cắm. Cắm xéo cái cục xốp nè các bạn. Các bạn cắm sát luôn. Đây đây. Các bạn cắm sát cục xốp dưới gốc luôn nha. Rồi các bạn cũng cắt cái lá thứ hai và các bạn cắm cái cục xốp phía bên kia và xiên với phía bên kia. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt những cái lá để chúng ta cắm. Ở đây nè các bạn, cái phần gốc á để mình cắt ra thì các bạn sẽ cắt cho mình nha. Đưa cái mũi kéo vào và nghiêng cắt lên. Rồi chúng ta sẽ đo cái bình của chúng ta là cái đĩa hoa của chúng ta là thấp hay cao là chúng ta tùy theo cái cách chúng ta cắm ha. Thấp thì các bạn cắm cái lá ngắn lại, cao quá thì các bạn cho cắm sao cho phù hợp với lại cái bình của nhà mình. Ở đây mình sẽ dùng cái phần gốc trước nha các bạn nha. Đây, những cái phần gốc như thế này thì các bạn lưu ý cho mình là cắt đưa cái mũi kéo nè. Đó, chúng ta sẽ cắt rất là dễ nha. Rồi, đo và cắt phía bên còn lại. Chúng ta sẽ gắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng một cái hoa ly để mình cắm ngay cái gần ngay ở giữa nè, để chúng ta định hình cái phần bình hoa của chúng ta đã nha. Cắm sát xuống một xíu nha các bạn. Đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng cái hoa lan mình cắm một bên. Thêm một cây nữa nha các bạn. Cắt một cành hoa lan hơi thấp. Các bạn cắm cái hoa của chúng ta đó để cho nó ra đằng trước, nó nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Nó khoe cái hoa ra các bạn. Rồi mình sẽ cắt một cái búp hoa ly. Các bạn cắm về phía bên tay trái, cắm hơi nghiêng. Rồi cho cái hoa của chúng ta nó hơi lên trên một xíu nữa ha. Nếu mà cái hoa mà nó không có cong lên thì các bạn cắm chỉ nó xuống như vậy nè, nó sẽ lên.
Rồi cắt cái hoa lan là cắt cái búp không thôi nha, cắm ở dưới cái hoa ly lúc hồi nãy, cái búp hoa ly lúc hồi nãy luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái cành hoa lan nở nè, cái gốc của hoa lan nở chúng ta cắm đệm vào thì nhìn hoa chúng ta nó sẽ dày hơn. Cái hoa này hơi, mình sẽ cắt ngắn lại. Rồi mình cắt vài lá trúc đốm mình đệm ngay cái chỗ cái hoa ly. Rồi các bạn cắt một cái búp hoa ly và chừa lại hai cái lá, chúng ta sẽ cắm vào phía bên tay trái của cục xốp nè. Rồi tiếp theo mình sẽ cắt cái cành thủy trúc, mình cắm kế cái hoa lan và để cho cái hoa lan dựa vào. Nếu mà cái hoa lan của chúng ta nó hơi cong á, thì cho hoa lan nó dựa vào, nó sẽ có cái chiều chiều đứng lên, nó sẽ định hình. Còn nếu mà hoa nó đã thẳng rồi thì chúng ta không có cần cắm cành thủy trúc nữa. Các bạn cắm một cành cao cành thấp cho mình nha. Cành thủy trúc thì nói chung nó cũng rất là dễ cắm. Khi cắm thì chúng ta có thể cắt bớt ha. Các bạn có thể cho búp thủy trúc này vào đây cũng được nè. Còn không thì chúng ta để lại, chúng ta cắm một cái bình hoa khác. Vậy là chúng ta đã có một cái đĩa hoa thật là đơn giản rồi phải không các bạn? Clip của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.